Quý vị và các bạn thân mến, liên quan tới vụ con rể thảm sát cả nhà vợ cũ ở Hòa Bình, mới đây theo lãnh đạo của địa phương, cơ quan chức năng nhận tin báo có một người nghi là phiên xuống núi xin ăn, sau đó lại bỏ đi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm chiến sĩ đến nơi báo tin, nhưng không có kết quả. Thậm chí, chó nghiệp vụ cũng được dẫn đến để đánh hơi tìm kiếm hướng đi, cũng bó tay khi không thể phát hiện. Đến nay đã gần 5 ngày, kể từ khi xảy ra vụ việc. Tung tích của Bùi Văn Phiên, con rể thảm sát cả nhà vợ cũ, khiến bốn người thương vong vẫn chưa có kết quả. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm lên đến 450 km, thậm chí là huy động lực lượng công an của ba xã là Phong Phú, Phú Cường và Mỹ Hòa, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của nghi phạm. Được biết địa hình của ba xã này chủ yếu là rừng núi, do đó công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, ngày 28 tháng 8, hàng trăm người bao gồm Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Tân Lạc, Bộ đội và lực lượng dân quân tự vệ các xã trên địa bàn huyện Tân Lạc đang tiếp tục tích cực truy tìm đối tượng Bùi Văn Phiên, đối tượng gây ra thảm án tại xã Phong Phú, Tân Lạc. Tiếp đó, sáng 29 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết các lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tích cực truy bắt nghi phạm thảm sát cả nhà vợ Bùi Văn Phiên, 38 tuổi, người địa phương theo vị lãnh đạo tối 27 tháng 8, người dân xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, cách hiện trường vụ án khoảng 2 đến 3 km, trình báo có một người giống phiên xin thức ăn, sau đó bỏ đi luôn. Lãnh đạo xã Phong Phú nói lực lượng chức năng nghi vấn đó là phiên. Tuy nhiên khi đến nơi, cơ quan chức năng đã bị mất dấu. Chó nghiệp vụ cũng được huy động nhưng không thể đánh hơi được hướng đi của người này. Cũng theo vị này tiết lộ, chi tiết gây sốc, phiên có kinh nghiệm trong việc đi rừng, sinh sống ở những nơi khắc nghiệt. Nghi phạm từng là trưởng xóm, hiện giờ cũng đang làm tri hội trưởng tri hội nông dân xóm nên rất thông thuộc địa hình khu vực. Như vậy, mọi dấu vết liên quan đến Bùi Văn Phiên đang đi vào ngõ cụt, mặc dù nghi phạm chỉ xin thức ăn nơi hiện trường gây án khoảng 2-3 km. Chó nghiệp vụ cũng đành mất dấu khi không thể xác định được hướng đi của đối tượng. Tuy nhiên, có thể khoanh vùng lại rằng đối tượng chưa bỏ trốn xa mà vẫn quanh quẩn trong xã Phong Phú. Vâng, thưa quý vị. Chỉ vì mâu thuẫn đất cát, Trang giải quý đã lên cơn điền truy sát cả nhà vợ, khiến ba người bị thương, một người tử vong tại chỗ. Tỉnh Hòa Bình đã bố trí hơn 100 chiến sĩ công an cơ động truy bắt gã rể quý, thảm sát cả nhà vợ ở Hòa Bình, khiến bốn người thương vong. Mới nhất, đưa ra nhận định về mức án dành cho Bùi Văn Phiền, luật sư cho biết người này có thể đối diện với mức án kịch khung là tử hình. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho biết đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng khi đối tượng thực hiện hành vi rất côn đồ, manh động, khiến một người tử vong, ba người bị thương. Theo luật sư Cường, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân. Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền sống của công dân. Ông Cường cũng cho biết đối tượng Bùi Văn Phiên hoàn toàn có thể nhận thức được việc sử dụng hung khí nguy hiểm đối với nạn nhân. Thậm chí điều này hoàn toàn có thể tức đoạt tính mạng của nạn nhân, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả mất mạng. Tử vong có thể xảy ra, nên hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành của tội giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Như vậy, mặc dù đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra chưa bắt được hung thủ sau 2 ngày xảy ra vụ án, đồng thời cũng chưa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Tuy nhiên với tính chất và mức độ của vụ việc, dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường nêu nhẹ nhất Bùi Văn Phiên sẽ phải đối diện với mức án 12 đến 20 năm, còn tùy theo mức độ tăng nặng của hành vi và vụ việc, mức án hình sự cao nhất phiên phải đối diện đó chính là tử hình. Lưới trời lồng lộng, dù Bùi Văn Phiên có tìm cách cố thủ hay trốn tránh, vẫn không thể tránh khỏi sự truy bắt của hơn 100 chiến sĩ cảnh sát đang có mặt ở mọi ngóc ngách. Chỉ vì mâu thuẫn đất cát, trang giải quý đã lên cơn điên truy sát cả nhà vợ, khiến ba người bị thương, một người tử vong tại chỗ. Mới nhất, người thân và chính quyền đã tiết lộ về lý lịch bất hảo và lời kể tương tận của bố vợ về cuộc truy sát cả gia đình mình của Bùi Văn Phiên tại Hòa Bình. Chi tiết sốc nhất đó chính là việc Phiên hỏi bố vợ có muốn gặp Diêm Vương không. Đang cùng con gái điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc, ông giải cho hay chiều 25 tháng 8, ông xảy ra cãi vã lần thứ 8 với con rể vì vấn đề đất đai. Theo nạn nhân mỗi lần cãi cọ Phiên đều trong tình trạng say rượu Nhưng mọi lần Phiên chửi bới Nhục mạ bố mẹ vợ và chị vợ Thấy vậy chị Bùi Thị Ngọc Ánh vợ Phiên can ngăn Đẩy anh ta vào phòng Tuy nhiên nghi phạm lại vào bếp lấy dao tác động vào chị Tư Đến cú thứ hai nạn nhân đỡ được Nhưng không né được nhát ở mạng sườn sau đó Theo ông giải Sau khi chém chị Tư Phiên quay sang xử lý vào vai và má của ông Khiến cháu bị thương Lúc đó, chị ánh tháo chạy sang nhà hàng xóm còn bà mai thì sang nhà chị tư ở bên cạnh phiên đuổi theo bà mai dùng dao tác động mạnh vào vùng cổ và bụng khiến mẹ vợ tử vong sau đó nghi phạm quay lại nhà ông giải với con dao dính có vết đỏ ông giải kể nó hỏi tôi có muốn chết không muốn như thế nào tôi lúc đó cầu xin nó tha chết xin nó cho tôi sống để còn nuôi các cháu nhưng nó vẫn chém tôi thêm một nhát vào má phải chứng kiến sự việc con trai lớp 9 của Phiên vào can ngăn rồi bị cha gây thương tích nhẹ ở chân. Một công an viên và hàng xóm đến khống chế nghi phạm nhưng Phiên chống cự chạy lên đồi. Chị Bùi Thị Tư nói rằng Phiên và vợ đã dạn nứt tình cảm từ nhiều năm qua. Không chỉ ngoại tình vũ phu và nghiện rượu, gần đây Phiên tranh chấp đất đai với gia đình bên vợ. Theo chị Tư, Phiên bực tức khi gia đình chị lấp mương nước là danh giới phần đất bố mẹ đã chia cho chị Tư và vợ chồng nghi phạm. Anh ta liên tục cằn nhằn mâu thuẫn với vợ chồng ông giải và người thân. Được biết, Phiên lấy vợ và kết hôn từ năm 2006, hai người con lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc và sự vun vén của gia đình hai bên. Bản thân bố mẹ vợ cũng hết sức tạo điều kiện khi cho vợ chồng chị mảnh đất cắm rồi xây nhà để hai vợ chồng yên ổn chỗ ở. Cuộc sống hạnh phúc chẳng được bao lâu, vợ phát hiện phiên có mối quan hệ ngoài luồng qua những dòng tin nhắn với người phụ nữ khác. Từ đó mâu thuẫn giữa vợ và phiên nảy sinh. Người chồng tay ấp gối kề cũng dần lạnh nhạt với chị và bắt đầu đắm chìm trong nhậu nhẹt rượu chè. Theo tiết lộ của ông Thanh cậu của nghi phạm chia sẻ, phiên là người hay uống rượu say xỉn, về nhà là làm đủ kiểu tác động chân tay, nói chuyện bằng nắm đấm rồi quát mắng vợ con, cãi nhau với bố mẹ chị gái. Mặc dù là bố của hai đứa trẻ thế nhưng nhiều lần phiên sinh sự chửi bới vô cớ khiến hàng xóm và những người xung quanh phải tránh né. Tình trạng này diễn ra đã nhiều năm gần như càng căng thẳng thì xảy ra sự việc đáng buồn trên. Cũng theo một người hàng xóm giấu tên, Phiên là người sống khép kín, không phải là người thân thiện, thậm chí là anh ta ít giao du với hàng xóm láng giềng. Nhiều khi còn tạo khoảng cách. Chỉ khi đi uống rượu say về, Phiên mới thường xuyên làm ẩm mỹ với vợ con. Nghe loáng thoáng đều liên quan đến chuyện nhà cửa đất đai phía vợ. Được vợ con nhún nhường chịu đựng, Phiên ngày càng lấn lướt, thậm chí là còn có mối quan hệ ngoài luồng, ong bướm bên ngoài để mặc vợ con vất vả mà tự do ăn chơi hưởng thụ. Cũng chính vì được bố mẹ vợ thương coi như con trong gia đình mà không ít lần bố mẹ vợ bỏ qua khi phiên có tính khí nóng nảy hay chửi tục, mất kiểm soát và thiếu tôn trọng ông bà. Cuối cùng bi kịch đau lòng cũng đã đến khi phần con lấn át phần người. Trong một trận cãi vã vào trưa 25 tháng 8, Phiên đã ra tay truy sát cả nhà vợ và lấy mạng mẹ vợ mà không hề say dứt. Sau khi gây án, Phiên chống trả, rồi bỏ chạy lên đồi phía sau nhà bố vợ cảnh sát cơ động và nhiều lực lượng khác được công an tỉnh hòa bình huy động đến xã phong phú huyện tân lạc để truy tìm nghi phạm một lãnh đạo địa phương cho biết khu vực nghi phạm lẩn trốn là đồi núi dân cư thưa thớt mưa gió cũng ảnh hưởng đến việc tìm kiếm của lực lượng chức năng Thưa quý vị, cuối cùng công an xác định vụ án xảy ra do mâu thuẫn gia đình. Các nạn nhân cho biết trước khi án mạng xảy ra, phiên mâu thuẫn với gia đình bên vợ vì chuyện đất đai. Chi tiết phát hiện người giống phiên đi xin thức ăn sẽ giúp cho cơ quan chức năng nhanh chóng truy vết và tìm được nghi phạm hay không. Còn đối với người dân, nếu phát hiện phiên, thông báo ngay cho công an tỉnh Hòa Bình qua số điện thoại 098 108 1125 hoặc 091 112 3678. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.